Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM vừa có hướng dẫn về việc thu học phí năm học 2019-2020 khi mà học sinh đi học trở lại vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục công lập và cả ngoài công lập. Đối với các cơ sở giáo dục công lập, trường mầm non, trung tâm giáo dục thường xuyên, thu học phí theo số tháng thực học nhưng không quá 8 tháng. Các trường phổ thông công lập được thu học phí 8 tháng. Với các khoản thu theo thỏa thuận như tiền tổ chức học buổi 2 và các khoản thu khác, nhà trường công lập không được thu quá 8 tháng. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung như tổ chức gặp gỡ, trao đổi và giải thích với phụ huynh học sinh về các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và tạo được sự đồng thuận. Nếu tổ chức học trực tuyến thì mức thu học trực tuyến cần căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh để thực hiện dạy trực tuyến, thời gian thực tế học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học.